Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là sức mạnh vô địch để nhân dân ta vượt qua mọi thách thức, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy mà khối đại đoàn kết của dân tộc ta đã trở thành mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược diễn biến hòa bình. Chiến lược phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu cơ bản, thường trực, nhất quán và xuyên suốt của các thế lực thù địch. Trong mỗi giai đoạn khác nhau thì chúng có nội dung, thủ đoạn, hình thức và biện pháp chống phá khác nhau. Và chương trình ngày hôm nay sẽ nhận diện rõ những chiêu thức thủ đoạn này cùng với sự xuất hiện của nhà báo Hồng Thanh Quang, tổng biên tập báo Đại đoàn kết. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Và trước hết thì xin được mời nhà báo cùng với quý khán giả và các đồng chí hãy cùng theo dõi tổng hợp sau về tư tưởng đại đoàn kết. Ngay từ năm 1941, trong bài Kính cáo đồng bào, Bác viết: "Hiện thời muốn đánh Pháp Nhật, ta chỉ cần một điều, toàn dân đoàn kết. Trong lúc này, quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại, cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm." Trong tác phẩm Nên học sử ta, được viết vào đầu năm 1942, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Sử ta dạy cho ta bài học này, lúc nào nhân dân ta đoàn kết muôn người như một thì đất nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào nhân dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn." Cách mạng tháng 8 là một kết quả rực rỡ của tư tưởng đó. Khi ấy, tất cả mọi người Việt Nam đều như một. Khi ấy, yêu nước là cách tốt nhất để yêu mình. Bước vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tư tưởng đại đoàn kết của Bác lại một lần nữa bừng lên như một sức mạnh vĩ đại của cả dân tộc. Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã kết tinh đầy đủ tư tưởng sức mạnh ấy. Và khi mãi mãi đi xa, trong bản di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc đến từ đoàn kết, coi đây như một sức mạnh cần vun đắp, phát huy để tạo nên thế và lực cho đất nước trong mọi hoàn cảnh. Trong di chúc, người đã 8 lần nhắc đến từ đoàn kết, bởi vì đây là cái điều kiện tiên quyết để Đảng thực hiện và làm tốt được vai trò lãnh đạo của mình. Vì có đoàn kết thì Đảng mới làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi được. Ngày nay, đại đoàn kết là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, gồm Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Trong đó, vai trò hạt nhân lãnh đạo là tổ chức Đảng, phương hướng và giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Đại hội 10 của Đảng đã chỉ rõ, là thực hiện đồng bộ các chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt của những người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang ạ, đại đoàn kết thì có ý nghĩa như thế nào với mỗi một quốc gia, với mỗi một dân tộc và đặc biệt thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Nam? Tôi nhớ là Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những lần phát biểu năm ngoái, cuối năm ngoái, trong khi ông đi tới tham dự các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số địa phương, thì ông luôn nhắc là thực tiễn cho thấy rằng là đoàn kết là thắng lợi, còn không đoàn kết là thất bại. Và thực sự ở những địa phương, ở những nơi mà chúng ta duy trì được sự đoàn kết đích thực ý, giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân và hệ thống chính quyền ý, thì ở nơi đấy có điều kiện phát triển tốt nhất. Tôi lại nhớ Bác Hồ nói đoàn kết đây không có nghĩa là mũ ni che tai, không có nghĩa là mình bỏ qua những mâu thuẫn, không có nghĩa mình bao che eo nhau ở những khuyết điểm. Đoàn kết là một cách chân chính, là làm sao tập hợp vào tất cả những gì có thể tập hợp được xung quanh một cái nhiệm vụ chính là để xây dựng phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng phải kiên quyết đấu tranh với tất cả những cái biểu hiện sai lệch, với hay nói theo ngôn ngữ của các đảng viên cộng sản là với sự tự chuyển hóa, tự diễn biến.
giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau đây. Đây là bản Hủy Khom, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Vài năm gần đây, bắt đầu xuất hiện một số đạo lạ, trong đó có đạo Đức Chúa Trời yêu thương, gây chia rẽ, mất đoàn kết. Kể từ khi có đạo này, nhiều người dân đã bỏ chính đạo, thậm chí bỏ nương, bỏ dẫy, ngày ngày đi nghe đạo và giảng đạo, gây phức tạp cho tình hình của địa phương. Anh Trang cũng nằm trong số đó. Chẳng biết nguồn gốc đạo xuất xứ từ đâu, chỉ biết thông tin qua mạng, qua Facebook của một người mà anh Trang chưa bao giờ gặp ngoài đời. Chỉ biết tên gọi là cô Dợ, sống ở Hoa Kỳ. Thế anh tìm hiểu, anh được biết cái đạo Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta này thì ở đâu, anh tìm hiểu ở đâu mà anh đang theo? Anh tìm và ở trên mạng. Mình thi thì mình vào. Từ 2016 rồi. Mình đã vào đấy được 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Cái giảng đạo đấy là trên mạng ấy, thì ai giảng? Dở. Vừa thì dở đấy. Dở. Vâng. Bà cô Dở. Vâng, đấy. Bà cô Dở ở trên mạng có tìm hiểu được là bà ấy đang sinh sống ở đâu không? Bà Mỹ. Bà đây 41 tuổi rồi. Bà đấy nói tiếng Mỹ à? Tiếng Mông. Kể cả tiếng Mỹ nói được. Truyền đạo trái phép, kích động tư tưởng cực đoan, ly khai trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là chiêu thức đang được sử dụng rộng rãi. Thủ đoạn hoạt động của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, như thông qua hàng trăm đoàn trong các tổ chức phi chính phủ, các đoàn tham quan du lịch để truyền đạo trái phép, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số, nhen nhóm tổ chức phản động, kích động ly khai, giúp người Mông thực hiện cái được gọi là tìm lại tổ quốc của mình. Kích động đồng bào chống đối, ly khai, tạo ra nhiều điểm nóng về chính trị xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, những nơi còn thiếu thốn khó khăn. Như thời gian qua, trong vụ tụ tập đông người tại bản Hủy Khom, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về thành lập cái gọi là nhà nước Mông, Vương quốc Mông tự trị. Nếu cái gì bà con làm nó không tiêu thụ, là không nghe theo mấy đảng nhà nước đấy, thì là anh rất buồn. Mà anh kỳ là rất là ghét những cái thủ địch đấy. Mà anh theo nhà ý của anh là muốn để bà con có cái ổn định cuộc sống, phải nghe theo nhà đảng pháp luật nhà nước. Mà theo đảng nhà nước mới là yêu thương mình, mà mới là giúp cho mình. Mà cái thế là thủ địch ấy nó chỉ lôi kéo cho mình để mình vất vả thôi. Mà anh cũng có cái nhiều cái lớp tù huấn rồi, anh cũng triển khai cho bà con rồi. Mà những cái gì mà lưu kéo theo nhà cái thế lực tù địch kia, bà con phải tránh. Bên cạnh những thủ đoạn trên, các thế lực thù địch còn triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông xuyên tạc, đả kích chính sách dân tộc của đảng và nhà nước. Hiện nay có khoảng trên 400 trang mạng, 380 tờ báo tạp chí, 60 đài phát thanh tiếng Việt ngày đêm chĩa vào chống phá cách mạng Việt Nam. Với chiêu bài tự do ngôn luận, tự do báo chí, đẩy mạnh về móc nối, trả lời phỏng vấn, phản biện xã hội để phát tán các quan điểm cá nhân, xuyên tạc, vu cáo chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta, làm lung lạc quần chúng nhân dân. Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang ạ, với tư cách là một nhà báo thì ông nhìn nhận ra sao về sự nguy hiểm của việc lợi dụng tự do ngôn luận để có thể nhằm gây chia rẽ và mất niềm tin trong toàn dân? Chưa bao giờ như hiện nay là những thế lực thù địch lợi dụng kể cả những cái hiện tượng, những cái bất cập trong cái cơ chế thị trường, và những cái sự hiện tượng như vậy rất dễ bị những thế lực thù địch, những kẻ thù của chúng ta, những thế lực mà không muốn chúng ta phát triển một cách đúng mức, họ lợi dụng, họ xuyên tạc và làm cho lòng dân ly tán, làm cho bé xé ra to, những cái mâu thuẫn có thể giải quyết được bằng những biện pháp hết sức bình thường trở thành những mâu thuẫn đôi khi nếu không biết cách kiểm tỏa thành những mâu thuẫn mà đã nảy sinh thành những cái sự bùng nổ không đáng có như đã, đang và sẽ xảy ra ở một số quốc gia khác trên thế giới với đặc thù phát triển của mình. Và chính vì thế thì cái công tác, cái việc mà cần phải làm sao để chống lại tất cả những luồng tư tưởng thù địch, những cái dụng ý xấu xa và những cái mưu đồ của các thế lực thù địch nhằm làm phá hoại lương tri, phá hoại sự đoàn kết về mặt tinh thần, cảm xúc của dân tộc ta ngày càng trở nên
quan trọng hơn. Và tôi nghĩ rằng những chương trình như chúng ta hôm nay đang tiến hành ấy thì cũng là một phần để góp phần để làm cái thực hiện cái nhiệm vụ đó. Vậy thì có một cái ví dụ về một quốc gia nào trên thế giới khi mà đã bị mất đi cái khối đại đoàn kết đã phải nhận lại những cái hậu quả rất là lớn hay không thưa ông? Gần đây, thập niên gần đây ấy, những quốc gia hiện nay đang bị ly loạn nhất là gì? Đó là những quốc gia bị các thế lực nằm ngoài mình, chủ yếu từ phương Tây, lợi dụng những mâu thuẫn nội tại ở trong những quốc gia đó, gieo rắc và tiếp sức hà hơi cho những thế lực thù địch đối với chính quyền hợp pháp, và sau đó được thổi bùng lên thành những mâu thuẫn với những cái cớ thậm chí là nhiều khi là ngụy tạo, và sau đó dẫn sự can thiệp của nước ngoài dưới danh nghĩa là để đi dàn xếp cho một sự hòa thuận giữa các thế lực để là gieo những hạt giống gọi là dân chủ theo mô hình của phương Tây. Nhưng kết cục là sau khi chính quyền hợp pháp bị lật đổ thì ở những quốc gia ấy phần lớn đều bị chìm trong cảnh ly loạn. Tôi thí dụ ngay từ đầu những năm thế kỷ 20 là thí dụ như Iraq chẳng hạn. Rõ ràng là khi tổng thống Saddam Hussein còn nắm quyền ở Iraq thì đất nước này đã bình yên hơn, đời sống nhân dân có nhiều yếu tố khả quan hơn như so với tình hiện trạng. Afghanistan cũng là một thí dụ, sau khi các lực lượng liên quân quốc tế tràn vào đấy, và bây giờ hiện tại thì đất nước này cũng là đang là một trong những điểm nóng ở vùng Trung Á, Trung Nam Á, và gần đây nhất những nước như Libya chẳng hạn. Và tôi đã từng biết đến một nước Libya cái thời mà lãnh tụ Gaddafi cai trị. Tất nhiên mỗi quốc gia họ có những cái mâu thuẫn, họ có những cái vấn đề của họ, nhưng rõ ràng quốc gia ấy đã là một quốc gia hết sức là phát triển, có đời sống tốt cho nhân dân, cho các thành viên của nó. Và sau khi chúng ta biết rằng là sau khi tổng thống Gaddafi, lãnh tụ Gaddafi của Libya bị sát hại, thì bây giờ Libya cũng là một điểm nóng, và rất nhiều nước khác, đấy là chưa kể những cuộc cách mạng màu. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một nước nào cũng thế, thì trước hết là phải đoàn kết và bằng chính cái tâm thế của mình, cái căn cốt của mình và cái tiềm năng của mình, tìm được một con đường phát triển dựa trên sức mình và trên những quyền lợi dân tộc chân chính, chứ không phải là tìm cách đi theo một phe này hay một trung tâm quyền lực quốc tế nào đó khác để mà hòng những kiếm những món lợi nhất thời. Bởi vì cách tính như vậy thì sớm hay muộn sẽ biến nước mình trở thành một cường quốc tay sai của một siêu cường nào đấy, và trở thành một con tốt thí trên bàn cờ chính trị quốc tế. Và cái điều đấy thì hơn ai hết dân tộc Việt Nam chúng ta đã hiểu rất rõ từ nhiều năm nay rồi, và vì thế chúng ta luôn luôn tiến hành một chính sách ngoại giao hết sức là mềm dẻo, khôn khéo, anh minh và tự tin. Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cách nhìn của chúng ta hiện nay, chúng ta giữ được một cái vị thế mà chúng ta chưa từng có trên bản đồ thế giới. Vâng, và cũng như nhà báo vừa chia sẻ thì hiện nay thì cái tình hình trong nước và quốc tế cũng hết sức là phức tạp, đa chiều và đan xen. Vậy thì với cái tình hình như vậy thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức ra sao? Tôi nghĩ rằng đây hiện nay do quá trình phát triển nóng, khi bước vào cơ chế thị trường của thời hiện đại thì chúng ta trong xã hội nảy sinh rất nhiều hiện tượng tiêu cực, như mà chúng ta đang phải tiến hành một cuộc đấu tranh hết sức là vất vả, quyết liệt và đầy đau đớn để chống lại những hiện tượng tiêu cực ấy. Nhưng mặt khác, cái việc đấu tranh ấy, bằng cái sự hiện diện của những hiện tượng tiêu cực ấy, không phủ nhận cái sự tốt đẹp căn cốt mà xã hội chúng ta đang muốn xây dựng. Đấy, và hiểu được điều này thì chúng ta sẽ chống lại được tất cả những cái sự tuyên truyền của thế lực thù địch. Bởi vì thế này, đã là thù địch thì chúng ta có làm được gì tốt thì họ cũng vẫn xuyên tạc. Đấy, chứ không đừng có ảo tưởng là chúng ta chiều theo những cái giọng điệu ấy là họ sẽ tốt với chúng ta đâu, không phải như thế. Chúng ta vẫn phải đi theo con đường mình, vẫn phải cứng rắn, kiên quyết thực hiện những đường lối chủ trương của mình. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng phải giáo dục nhân dân, phải cùng nhau tuyên truyền để mà thấy rằng là bản chất thực sự tốt đẹp của xã hội chúng ta, và thực sự là chúng ta muốn xây dựng cái sự tốt đẹp ấy bất chấp tất cả những cái tiêu cực có thể nảy sinh, và chúng ta cũng đang đấu tranh một cách kiên quyết để chống lại các sự tiêu cực ấy. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Hồng Thanh Quang đã đến tham gia với chương trình Nhận diện sự thật với những chia sẻ và những câu chuyện trong suốt chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đoàn kết không chỉ là cội nguồn của sức mạnh, mà với chúng ta đó còn là động lực, là niềm tin, là khát vọng, là sự sống còn của quốc gia dân tộc. Đừng vì những luận điệu xuyên tạc mà tự đánh mất đi sức mạnh của chính dân tộc mình. Không có một người yêu nước nào lại nhăm nhe chia rẽ, kích động, hô hào biểu tình, gây rối. Những người yêu nước chân chính phải là những người luôn chăm lo cho xây dựng, củng cố mối đoàn kết dân tộc. Và chương trình Nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.